áo đầm ca đô nhỏ, nền là trắng đen ha, và là tay quét vai nha, tay quét vai quét nhẹ hai bên, cổ là phối lưới rất là đẹp. Cổ phối lưới ở đây có cái logo khóa vàng ha, rất là sang trọng luôn nha. Đầm là dáng xòe và ca đô nhỏ, họa tiết là nó có in những cái hoa li ti ha, in nổi luôn, in nổi. Chiếc vải này mặc lên rất là thích vì là nó co giãn ha, tuy là vải dạng như vải, không biết gọi là vải gì nữa, nhiều người người ta hay gọi là vải cà phê ha, nhưng mà cái này là hàng cao cấp, hàng tốt nha. Nó co giãn nhẹ cho mình ha, mặc vào rất là xương, thích luôn. Cái này là dáng xòe, dáng xòe nha, mặc lên rất là có eo luôn. Form này là hai ít trình cho mấy bạn cao ký mặc căng hơn lên rất là đẹp. Cái họa tiết hoa này nè, nó in lên rất là đẹp, in nổi, in nổi. Cho nên nhìn cái mẫu caro này, nhìn vào cảm giác nó rất là lạ luôn, nhìn nó rất là lạ mắt luôn.